Xin mến chào tất cả các bạn nhỏ. Chào mừng các em đến với tiết học vần ngày hôm nay của chúng ta. Mời các em hãy nhìn lên trên màn hình. Đây là vần oe. Vần oe là một vần trong tiếng Việt và nó có thể kết hợp với một số các phụ âm, ví dụ như n, m hay t, tạo thành vần mới, hoặc kết hợp với nguyên âm đơn o để tạo thành vần mới. Vậy những vần này đánh vần như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé! Vần oe khi kết hợp với một số các phụ âm hay nguyên âm o thì sẽ tạo thành các vần sau. Các em hãy nhìn lên trên bảng và cùng chị đánh vần nhé! O, e, n, uen. O, e, n, uen. O, e, m, uen. O, e, m, uen. O, e, o, eo. O e o eo. O e tờ uet. Chúng ta cùng đọc lại nhé. O e n uen. O e n uen. O e m uen. O e m uen. O e o eo. O e o eo. O e tờ uet. O e tờ uet. Tiếp theo đây chúng ta cùng luyện tập đánh vần những từ hoặc cụm từ có chứa những vần mà chúng ta vừa tiến hành luyện tập ở trên nhé. Nào, các em hãy nhìn lên trên bảng và cùng chị luyện đánh vần nào. O e n uen, hờ uen huen, huen ố. O e n uen, hờ uen huen, huen dỉ. O e n uen, nhờ uen huen hỏi nhuyễn, nhuyễn cười. O e n uen, sờ uen xuyên hiền xuyên, xuyên xuyệt. O e n uen, sờ uen xuyên, xuyên xuyệt. Tiếp tục nào, đối với vần o e m uen, chúng ta có cụm từ đó là o e m uen, ngờ em nguem, nguem nguem. Nguem nguem là chỉ một hành động rất chi là nhanh và chóng hết. Ví dụ, người ta hay có cụm từ ăn nguem nguém hay củi cháy nguem nguém để thể hiện là việc hành động hay sự vật đó đang xảy ra rất là nhanh. Tiếp tục nào, chúng ta đến với vần oie, oie oie. Oie oie ngờ eo ngheo sóc ngoéo, ngoéo tay. Oie oie ngờ eo ngheo nặng ngoẹo, ngoẹo cổ. Oie oie ngờ eo ngheo hỏi, ngẹo. Tiếp tục nào. O e tờ uết, l uết uết lặng nuẹt, lè nuẹt, lè nuẹt. O e tờ uết, khờ uết khuyết sắc khuyết, khuyết lỗ. O e tờ uết tuyết sắc tuyết, tuê tuyết. Ví dụ chúng ta hay nói cười tuê tuyết. O e tờ uết, sờ uết suyết nặng suyệt. O e tờ uết, lờ uết luyết nặng nuệt, đỏ luyệt. O e tờ uết tuyết nặng tuyệt. Sau đây chúng ta cùng nhau đọc trơn lại một lượt những từ, những cụm từ ở trên nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Các em hãy đọc to lên nào. Huyên ố, huyên dỉ, nguyễn cười, xuyên xuyệt, xuyên xuyết. Tiếp tục nào. Nguem nguém, nguéo tay, nguẹo cổ, nguẹo lòe luyệt, khuét lỗ, tuê tuyết, xuyệt, đỏ luyệt. Các em thân mến, vậy là bài học luyện tập đánh vần, các vần có chứa vần oe của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây rồi. Đặc điểm của bài học ngày hôm nay, khi các vần có chứa vần oe thì các em sẽ thấy chúng ta đọc sẽ phải tròn môi lại. Ví dụ như vần o e n uen, đó, các em thấy chú ý là khẩu hình chúng ta sẽ phải tròn môi. O e o em, o e o eo, đấy.
Các em cần phải chú ý khi chúng ta đánh vần các vần này nhé. Đây là một vần rất là khó đọc và cũng rất là khó nhớ, nên các em cố gắng về luyện tập nhiều thêm nha. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Xin hẹn gặp lại các em trong những bài học đánh vần tiếp theo. Bye bye!